thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2022. Hôm nay thì Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách tất cả là 6 mẫu chậu ạ. 3 mẫu chậu tròn và 2 mẫu chậu lục giác và 1 mẫu chậu ly nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu mẫu chậu ly trước cho quý khách. Mẫu chậu ly này thì có kích thước là miệng của nó là rộng 44cm nhé. Chân đế này là rộng 31cm và chiều cao của nó là 40cm ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết hoa văn cho quý khách xem ạ. Đối với cái mẫu chậu ly này, nó thắt đáy lung ngang một phần phía phần thân này, và phía mặt này thì nó có cái, những cái đường khía múi như múi bí á. Nó không có hoa văn là cây cảnh gì cả, nhưng mà nó cũng có những họa tiết tạo nét là rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Mẫu chậu ly này thì là đổ đáy nhá. Đây, dòng trong của nó đây, mình đặt vào và khi mình đổ là mình đổ úp đáy, nên ra khuôn là không bao giờ bị bọt khí cả. Chất liệu nhựa của nó là nhựa ABS ạ. Đối với cái mẫu chậu ly này thì bên Minh Thiên đang bán là 1.4 triệu bao ship tận nhà cho quý khách nhé. Tiếp theo là một mẫu chậu lục giác nhỏ ạ. Mẫu chậu lục giác này thì có kích thước là rộng 30cm ạ, chiều cao cả chân của nó là 40cm nhé. Đây, lòng trong của nó là lòng liền khối ạ. Cái mẫu chậu lục giác này thì có hoa văn là hoa hồng nhé. Phía bên trên này thì có những hoa dây, đường nét hoa dây để tạo điểm nhấn ạ. Và phía dưới này thì có những đường chặt gấm nhé. Đấy, mẫu chậu lục giác này thì bên Minh Thiên đang bán là 900.000 một khuôn cả chân luôn ạ, và bao ship tận nhà cho quý khách nhé. Tiếp theo là một mẫu chậu lục giác nữa. Mẫu chậu lục giác này thì có miệng rộng là 53cm nhé, kích thước phủ bì ạ, và chiều cao cả chân là 47cm nhé. Còn bác nào mà không lấy chân, nếu các bác mà không lấy chân ấy, thì chiều cao nguyên của chậu là 47cm ạ. Và mẫu này thì cũng là lòng liền khối nhá. Mẫu này nổ miệng ạ. Chất liệu nhựa là nhựa ABS của nhà máy nhá. Mẫu này thì hoa văn của nó là cây mai ạ. Đây, bông hoa mai rất đẹp luôn nhá. Và mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán là 1.8 triệu cả chân ạ, bao ship tận nhà cho quý khách. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến 3 mẫu chậu tròn. Thì đặc biệt là hôm nay em sẽ giới thiệu cái mẫu chậu tròn 50 nhưng đặt trên hai loại chân khác nhau. Thứ nhất là đặt trên chân đôn và thứ hai là đặt trên chân quỳ thấp nhé. Đối với cái mẫu chậu tròn 50 mà đặt trên chân đôn này ấy, thì cái chiều cao của cả chân là 77cm nhé. Tính tổng thể cả chân đôn cả chậu ạ, đường kính của nó thì là 50cm rồi. Và cái nguyên cái chậu của nó thì là có đường kích thước là cao 32cm. Đấy, cái mẫu hoa văn của nó thì là hoa văn cây tùng nhé. Chất liệu nhựa vẫn là nhựa ABS ạ. Hoa văn của nó cây tùng. Và phía bên trong, bên cạnh sườn cũng có những đường chặt gấm rất đẹp ạ. Đặc biệt hơn nữa là ở cái chân đôn, Minh Thiên đã thiết kế gia công thêm một cái tấm sắt ở phía bên dưới bên đít này, để mà các bác về các bác chỉ săn đổ thôi. Đổ búa vào đây là các bác tháo ra là được một chiếc chân đôn rồi, các bác không phải chế thêm một bất kỳ một phụ kiện nào nữa. Là chân đôn cũng có hoa văn rất là đẹp nhé. Thì đối với cái mẫu chậu tròn mà đặt trên cái chân đôn cao này thì bên Minh Thiên đang bán là 1.8 triệu cả chân nhé. Tiếp theo là mẫu chậu tròn 50 nhưng đặt dưới chân đôn quỳ thì nó thấp hơn ạ. Mẫu chậu này thì có kích thước là chiều cao là 43cm cả chân nhé. Vẫn là mẫu cây tùng ạ. Đây, phía lòng trong của chậu đây ạ, rất là sắc nét luôn nhé. Đối với cái khuôn nhựa nhà máy thì các bác yên tâm luôn, là da khuôn nhẵn nhụi và đẹp luôn ạ. Mẫu chậu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 1.2 triệu cả chân nhé. Tiếp theo là một mẫu chậu tròn nữa. Mẫu chậu tròn này thì có đường kính là 70cm ạ. Đấy, chiều cao cả chân của nó là 57cm nhé. Còn các bác mà lấy nguyên chậu thì là chiều cao là 40cm. Nhưng đối với những mẫu chậu tròn này thì các bác phải lấy cả chân thì nó mới đẹp, đặt lên nó mới đẹp ạ. Mẫu chậu này thì có hoa văn là cây tùng nhá, vẫn là nhựa ABS ạ. Đối với mẫu chậu tròn 70 này thì bên Minh Thiên đang bán là 2 triệu một bộ cả chân nhá. Lòng của nó là lòng nguyên khối này. Đấy. Tiếp theo là một mẫu chậu tròn nữa. Mẫu chậu tròn này thì có kích thước là 89cm. Kích
89cm nhé. Và chiều cao cả chân của nó là 72 ạ. Nguyên chậu là cao 52 nhé. Mẫu này thì hoa văn của nó cũng là cây tùng ạ. Đặc biệt thì đối với cái mẫu chậu này ấy, thì lòng của nó lại là những lòng ghép miếng nhé. Nó ghép những 4 miếng lại với nhau ạ. Thứ nhất là cho dễ dàng trong quá trình các bác vận chuyển hàng đi. Và thứ hai là khi các bác tháo lòng trong cũng được đơn giản và dễ dàng hơn ạ. Mẫu này thì bên Minh Hiên đang bán là 3,5 triệu một bộ cả chân nhé. Đặc biệt thì Minh Hiên đưa ra một chương trình là quý khách lấy đơn hàng chậu từ 2 triệu trở lên, Minh Hiên sẽ tặng các bác một lon sơn nhé. Ngoài khuôn chậu ra thì Minh Hiên còn cung cấp tất cả các loại khuôn xây dựng, từ khuôn lục bình, khuôn hàng rào, khuôn máy ly tâm, khuôn con tiện, cả các loại khuôn hoa văn đình chùa, khuôn phào chỉ. Các bác hãy truy cập vào trang web của Minh Hiên với đường link là www.khuonhangrao.com để có thể xem các hình ảnh, mẫu mã và giá cả Minh Hiên đăng tải trên trang web. Hãy chia sẻ bài viết cho Minh Hiên nhé. Hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật các video, các chương trình giảm giá cũng như cập nhật các mẫu khuôn mới Minh Hiên đăng trên YouTube ạ. Quý khách cần mua mẫu khuôn gì có thể liên hệ với Minh Hiên qua 3 số điện thoại ạ. Số thứ nhất là 0333001190 ạ. Số thứ hai là 0981441808 và số thứ ba là 0855000088 ạ. Để gặp các bạn nhân viên bán hàng, các bạn có thể tư vấn và gửi hàng đi cho quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ạ.